Sáng nay tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã diễn ra lễ công bố huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Theo đó, ông Philippe Chaussier, quốc tịch Pháp, chính thức trở thành huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam trong thời gian 3 năm, từ ngày 1 tháng 3 năm 2023 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026. Phát biểu tại lễ công bố, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Anh Tú cho biết, ông Chaussier sẽ đảm nhiệm cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam trong thời gian 3 năm. Đây là kết quả đạt được dựa trên sự đồng thuận và ý chí thống nhất cao giữa liên đoàn và huấn luyện viên Philippe Chaussier đối với các mục tiêu của đội tuyển quốc gia trong giai đoạn tới. Liên đoàn bóng đá Việt Nam tin tưởng rằng với uy tín và năng lực đã được khẳng định trong sự nghiệp huấn luyện viên tại nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt kinh nghiệm 2 năm làm việc tại Việt Nam trên cương vị giám đốc kỹ thuật tại trung tâm PVF và huấn luyện viên trưởng đội tuyển U19 Việt Nam, ông Philippe Chaussier sẽ tiếp nối và phát huy tốt thành quả mà bóng đá Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Từ đó, đưa đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đạt tới những thành tích mới, đáp ứng sự kỳ vọng của đông đảo người hâm mộ. Tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Philippe Chaussier cũng chia sẻ niềm vui và sự tự hào được quay trở lại làm việc tại Việt Nam. Theo ông Philippe Chaussier, dẫn dắt đội tuyển Việt Nam là một thử thách, tuy nhiên ông sẽ sử dụng kinh nghiệm của mình để chia sẻ và cùng các cầu thủ đưa bóng đá Việt Nam lên một tầm cao mới.